Cô có nghe một câu nói về Đức Phật về việc tái sanh nhưng chưa rõ, xin sư cho biết rằng ý kiến nào là đúng, ý kiến nào là đúng. Số người sau khi chết sinh vào trời người ít như sừng bò, số người sau khi chết sinh vào khổ cảnh nhiều như lông bò, số chúng sanh trong tất cả cõi giới sau khi chết vào trời người ít như sừng bò, số chúng sanh sau khi chết đi vào khổ cảnh nhiều như lông bò. Nếu cả hai đều chưa đúng à, thì nên hiểu như thế nào? Nhà chưa người chúng sanh thôi em nói Nhiều lúc á, nó như nó có cái nói chuyện với quý vị là sư phải mở kinh ra, chứ còn không có mở kinh ra là quý vị không có, tin. Hơi nhỏ hơn. Chúng sanh nha. Đây nè, cũng vậy này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ loài người được tái sanh giữa chư thiên, còn nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ loài người bị tái sanh ở địa ngục, bị tái sanh ở bàn sanh, bị tái sanh ở ngạ quỷ. Đấy, đây tức là đầu tiên là chết từ loài người nha, chết từ loài người. Rồi tiếp theo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ chư thiên nha. Rồi số ít là các chúng sanh sau khi chết từ chư thiên được tái sanh giữa loài người. Rồi rồi tiếp nè, này các tỳ kheo, số ít là các chúng sanh sau khi chết từ địa ngục nha, được tái sanh giữa loài người, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ cõi địa ngục bị tái sanh ở cõi địa ngục, ở cõi bằng sanh, ở cõi ngạ quỷ. Rồi tiếp theo nè, từ đấy từ loài bằng số chúng sanh từ chết từ loài bằng sanh nha. Đấy, rồi số chúng sanh sau khi chết từ loài ngạ quỷ. Đấy, Tức là sáu cõi tức là đủ hết nha, sáu tức là đủ hết, chứ mình không có giống như mình đọc ít quá đó, rồi mình thấy ủa cái này mới đúng nè, còn cái kia chứ không đúng đâu, nó kẹt lắm nha. Tức là gì, ở trong cái phần Tăng Chi Bộ Kinh á, cái này là chương một pháp phẩm không phóng vật, không. thì mỗi một bài kinh nhỏ, tức là mỗi một đoạn nhỏ đó, Đức Thế Tôn nói về một cái loại chúng sanh khác nhau. Cho nên là không có cái nào mâu thuẫn hết, tại vì tất cả các cảnh giới nha, cảnh giới nào chết rồi đi xuống nó cũng nhiều hơn đi lên. Nào vậy à, tiên đi mẹ hơn mình.